ý những bài nhạc có tiếng chim chồn sách và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được thể hiện thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bản nhạc lên ở trên mạng rồi. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh văn nghệ của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Anh em cần đóng góp đầy đủ hơn và không bị chèn ngược vào, hãy liên hệ xin hỏi không nữ không tám 2799 hay lập quận để được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim chồn và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em ở trên mạng rồi. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh văn nghệ của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Anh em cầm bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 hay Lập Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim chồn sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em ở trên mạng rồi. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh văn nghệ của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.